cái thằng chạy xe lưu manh này phóng xe bạch tạng muốn chầu Diêm Vương hả? Đừng để cho tao gặp mày nữa nghe chưa? Nè, nè. Ê, cái quỷ quái gì, mỗi lần gặp cô đều xui xẻo à? Tránh đi dùng đi. Anh làm gì mà nổi nóng với người ta vậy? Nè, anh có biết hiện giờ đạo diễn chọn ai đóng vai Nam Chánh không? Bây giờ tôi chỉ biết Nam vai Chánh không phải là tôi thôi. Thì ra người đóng vai Chánh chính là... Hả? Tôi hả? Không phải, là anh nè. Tôi là ba của nó cũng không tin đây là sự thật các bà ơi.